cùng chị khám phá bộ 3 cuốn sổ tay dẫn chứng lớp 9, lớp 11 và lớp 12 của học văn chị Hiên nhé. Đầu tiên là cuốn sổ dành cho các bạn 2K7, cuốn sổ nhỏ xinh với hình ảnh chú ong chăm chỉ đi lấy mật. Gửi gắm vào đó là mong muốn các sĩ tử 2K7 năm nay của chị thật cần cù, chịu khó học tập để đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sắp tới. Trong sách là các dẫn chứng, liên hệ mở rộng, nhận định của từng tác phẩm, giúp em cộng điểm sáng tạo trong bài viết của mình. Nội dung kiến thức đầy đủ, cô đọng dưới dạng từ khóa, dễ nhớ trong tích tắc. Hình ảnh minh họa hấp dẫn, màu sắc theo từng chủ đề, kích thích não bộ nhanh ghi nhớ. Bên cạnh đó, cuốn sổ còn có phần ghi chép, giúp em thỏa sức ghi chép kiến thức cần thiết của môn văn. Và đây chính là ấn phẩm mới nhất của lớp 11. Học văn chị Hiên chính thức ra mắt sổ tay dẫn chứng lớp 11 mang tên Mảnh ghép văn chương. Bạn nhỏ nào theo dõi học văn chị Hiên lâu sẽ để biết đến series các cuốn sổ tay dẫn chứng nhỏ xinh và tiện lợi của chị. Và sau nhiều thời gian chờ đợi, thì ấn phẩm này đã chính thức ra mắt phiên bản dành cho lớp 11. Cuốn sổ này có vô số ưu điểm tuyệt vời như kiến thức cô đọng, ngắn gọn nhưng đầy đủ, hệ thống nội dung chính dạng từ khóa, toàn diện từ tác giả tới nội dung và nghệ thuật tác phẩm và liên hệ mở rộng, có nhiều hình ảnh minh họa hấp dẫn, màu sắc phù hợp với từng văn bản này và hỗ trợ ghi nhớ, có phần ghi chú tùy ý các em sử dụng nữa. Và ấn phẩm siêu xịn sò cuối cùng là dành cho lớp 12, cuốn sổ tay dẫn chứng nghị luận văn học dành cho 2K4. Nhìn lên nó nhỏ nhỏ xinh xinh vậy thôi chứ có công lực cực lớn đó nha. Vậy có gì ở trong cuốn sổ tay này nhỉ? Sổ tay dẫn chứng nghị luận văn học, hệ thống nội dung chính của mỗi tác phẩm học dưới dạng từ khóa. Đừng lo về việc bị thiếu kiến thức nha, vì phần nội dung được hệ thống hóa trong cuốn sách này đã được học văn chị Hiên cô đọng để các em học cực nhanh xong vẫn đầy đủ đó nhé. Sổ tay dẫn chứng nghị luận văn học bao trọn kiến thức từ tác giả, nội dung chính và nghệ thuật của mỗi tác phẩm cho đến các phần liên hệ mở rộng cực hay. Ngoài ra, học văn chị Hiên sẽ không để các em cảm thấy nhàm chán khi đăng cả những hình ảnh với màu sắc phù hợp kèm theo phần ghi chú để hỗ trợ các em học tập tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn. Và phần đặc biệt cuối cùng xuất hiện rồi đây. Chị đang có 6 cuốn sổ tay dẫn chứng siêu hấp dẫn dành cho các bạn nhỏ lớp 9, lớp 11 và lớp 12. Mỗi khối chị sẽ dành tặng các bạn 2 cuốn. Bạn nào yêu thích bộ sổ tay dẫn chứng này hoặc muốn đọc thử thì tham gia ngay với chị giveaway đấy nhé. Bước 1, hãy subscribe kênh YouTube Học Văn Chị Hiên. Bước 2, like và share công khai video này lên Facebook. Bước 3, comment một số từ 0 đến 999 và khối lớp em đang học nhé. Chị Hiên sẽ quay random để chọn ra 6 bạn may mắn nhất nhé. Chúc các bạn nhỏ của chị luôn học tốt nha.